À vâng, xin chào các ba anh em nhé. Hôm nay bên em về thêm rất nhiều phụ kiện của máy xoa tường. Như trên màn hình là các ba anh em đang xem là có máy xoa tường thì nó có hai cái phụ kiện chính, đó là mút xoa này và cán cán thô. Thì cái cán thô này nó trực tiếp nó dàn vào tường, nó gạt vữa vào tường thì nó rất là nhanh mòn. Thì các bác có thể mua ở ngoài thị trường hoặc là mua lẻ trên mạng rất là nhiều. Thì đối với những nhà cung cấp máy xoa tường thì thường người ta sẽ nhập cả đĩa xoa này và mút xoa này về để cung cấp cho các bác anh em. Thì cũng như vậy thì bên em cũng đang bán máy xoa tường Dinh Ninh của Đài Loan. Thì hôm nay bên em nhập rất nhiều về phụ kiện máy xoa tường về phục vụ để giới thiệu cho các bác anh em là đây là cái đế của xoa tường này. Cái đế này thì nó sẽ gạt vữa vào tường, thì nó có cái GG là sẽ sạt vữa vào tường, và cái đế này thì nó sẽ mòn, mòn đi thì mình sẽ phải thay. Thì cái đế này ở ngoài thường nó rất là rẻ thôi. Và đây là mút của nó này. Mút của nó là mút xịn các bác anh em nhé. Mút tức là mút xịn, nó sẽ có cái bông của nó là đầy là kín của mặt xoa như thế này. Còn cái mút mút đẻo của nó ấy, thì nó chỉ có các cái mảng bám, một mảng này, hai mảng, ba mảng, bốn mảng, năm mảng thôi. Còn cái mút xịn của nó là dàn đều luôn cả các cái chân bám của nó, dàn đều luôn cả cái miếng xoa này luôn. Đây là để cho các bác anh em phân biệt giữa cái dòng mút xịn và cái dòng mút đẻo như vậy. Thì hiện tại là bên em đang nhập bán là cái dòng mút xịn này nhé. Cả mút xịn và cái đĩa cán này thì đồng giá là 140.000 đồng một cái. Thì các bác nào anh em mua sản phẩm là mua hai cái trở lên thì bên em sẽ miễn ship cho các bác anh em đấy. Ví dụ các bác mua một mút này, một cán này, thì cái này là 280.000 đồng này, em sẽ miễn ship cho các bác anh em này. Hoặc là các bác mua hai cái mút này thì cũng là 280.000 đồng thì em sẽ bao ship cho anh em. Đấy là như vậy. Hoặc là các bác mua hai cái cán này, hai cái cán này thì bọn em cũng sẽ miễn ship và bao ship cho anh em nhé. Đấy. Sản phẩm nó rất là dễ mua. Ví dụ là các bác sử dụng máy xoa tường rồi thì các hai cái phụ kiện là rất là dễ mua, hoặc là cái mâm cái của nó nhé, cái mâm cốt của nó cũng là rất là dễ mua. Bên em cũng đầy đủ cả cái phụ kiện đấy luôn. Đấy, để các bác nào quan tâm về sản phẩm hoặc là muốn mua sản phẩm thì cứ liên hệ về số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975842993 và 0326518330, hoặc là để lại số điện thoại dưới video, bên em sẽ liên hệ với các bác anh em. Xin cảm ơn các bác anh em đã xem hết video của em trong ngày hôm nay. Xin hẹn các bác anh em trong những video tiếp theo nhé.